Chào nhà nha. Lời nói đầu tiên cho phép Minh Thế gửi lời chào thân thương đến cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay hai bác cháu mình chuẩn bị đi bắt ô mặt căn nhà cả nhà. Đây, bác bà đang chuẩn bị đồ nghề nha. Đồ nghề ghê chưa? đồ nghề này của cô nào ở trên mạng tặng nè. Fan hâm mộ của bác ba nha. Bác ba kênh của bác ba là Nguyễn Chi Ngoan nha. Các bạn vô ủng hộ nha. Bác ba đang quấn đuốc nha mọi người. Bác hộ ông hôm trước cái video trước mình có quay nè. Cái ổ này kỳ đó mày quay chuột mày chỉ cái cắt thằng nào nó coi đó rồi nó có đâu. Không có. Cái ổ mà trên cái kênh cũ của nó bị dỉ ra. Đâu biết cái đây đâu mà. Vừa có người bắt rồi để bữa nay là vô bắt lại có mặt nha các bạn. Tiến hành đi bắt nó. Đi đây nè. Đó, đi đó đi thẳng qua. Thẳng qua luôn hả? Được không? Hay guồng gừng. Cái dao đâu? Bên này có được đi mà. Ôm bên đây nữa bạn. Không, chưa to luôn. Đường này cũng được, phải gần gần. Camera bắt tử mà. Khỏi đội, khỏi đeo gì chứ. Đi cái đường kia kìa mà dướng cái bập bè. Đó. Đường này đi được không cậu? Chắc gì á. Ông siêu to lên cả nhà. Bác ba đang kiếm đường vô nha cả nhà. Nãy đi đường này dễ nè. Này bước cái vô tới rồi. Quá trời tàu ong luôn bạn. Quá trời có ong luôn. Ba đang tiến hành bắt ngơ người. Mình không có đồ, mình đang ở ngoài thôi. Có không? Cục mặt bự trước cắt bự lắm không cậu? Bỏ mai ai bắt trước thì uổng quá.
bắt mà không có nhà không thấy. Phải có nhà đâu cho bắt đâu. Thối thằng ấu ông luôn. Lên lên lấy thao giặt đồ Toàn. Đừng về. Có nhiều không cậu? Ít. Camera bắt tử mà. Ồ tới rồi, tới rồi, tới rồi. Dạ. Cái này khoảng nửa tháng đó. Mới làm rồi. Ở đó làm gì có ống sắt ở trên hay gì kìa. Ô quá, ô quá trời ống sắt kìa. Có mặt thế. Đi luôn không mặt ơi. Có mặt không? Rồi cắt con không? Lấy con không? Lấy con không? Lấy không? Lấy con không? Có lấy con không? Lên ít, lên ít. Cắt thu rồi cả nhà. Hôm trước phải có người bắt trước rồi. Hôm anh kia bắt 2 lít mặt à. Mà đi bơi vô bắt rồi không, mình không hay. Rút lui. Rút nhà cả nhà. Ôi thắt thù rồi. Rút thôi. Thắt thù rồi. Được mấy cái dè cắt con chút xíu mà một khúc luôn nha. Cổ nó to lắm nè. Nó nằm mấy dưới đó, ừ đó, trong đó. Đó. Ừ. Ít mặt à. Ít hả? Cổ này già lắm rồi nè. Già, già lắm rồi, nó gần đi rồi. Có mặt gần đâu đi rồi, có mặt bao nhiêu đâu. Bởi vì nó lấy rồi rồi nữa. Vậy. Dọn vậy. Đó, ông chúa đó, thấy ông chúa không? Này phải ông chúa không? Không phải đâu. Đang thợ. Ông chúa. Sao, sao nó bự dữ vậy? Nó bằng mấy con này mà. Con này con không được. Rồi mặt nằm đáo. Nó trong đây nè. Rồi. Nhưng mà nó già.